Mà anh chị làm chương trình thứ năm giờ vàng anh chị, thì có người người ta biết, người ta tham gia ngay luôn. Còn có người đó anh chị là một tháng sau thì người ta mới đến với mình. Anh chị phải hiểu cái này thì anh chị kinh doanh nó mới được. Kinh doanh một quá trình hiểu con người thôi. Cái này là cái nhanh, cái này là cái chậm này. Thì có người là người ta phản ứng nhanh lắm, sau khi Nguyên Ba hỏi phát là giơ tay lên luôn. Và mà có một nhóm người là liên quan đến công việc, và có một nhóm người là liên quan đến con người. Mình phải hiểu con người đó anh chị, thì mình mới đồng cảm với người ta. Thì cái người mà liên quan tới nhanh mà công việc này người ta gọi là người nhóm D. Cái người mà nhanh mà liên quan tới con người này người ta gọi là nhóm Y, tức là người gây ảnh hưởng đấy. Cái người mà chậm mà liên quan tới con người này thì người ta gọi là nhóm F. Còn người mà công việc mà chậm này người ta gọi là nhóm C. Tình huống của chung cư bị thì theo anh chị là cái ông nhóm D này ông làm kiểu gì? Đấy, một là ông nhảy vào ông dập lửa luôn, hai là ông biến luôn, biến rất nhanh luôn, chạy xuống dưới rồi. Nên là khi marketing mà gặp ông này á, là một là ông hưởng ứng luôn, hai là ông đi luôn. Nên mình phải hiểu cái cách thức phản ứng của con người để mình làm việc. Và không phải người ta không thích đâu, người ta thích, nhưng mà cái thích của người ta phải hai ngày sau người ta mới biết được. Nên nó mới cần là như là hàng tuần để người ta biết được cái việc đó, người ta tham gia anh chị nhiều. Còn cái ông này vừa chạy vừa đập cửa các phòng khác và nói làm sao chạy rồi, chạy đi, hiểu không ạ? Gấp gáp lắm. Ông này là phải liên quan tới con người. Ông này mà không báo được người là ông không đi, hoặc ông đi trong cái sự là khó chịu lắm, anh chị hiểu không ạ? Ông phải đập từng cửa nhà, cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Còn ông này nếu ông chạy đi, ông đập cửa từng nhà, ông nói là hãy nhúng cái khăn vào nước, che vào mũi và đi ra cầu thang bộ, đi từ từ thôi. Cái nhóm này được gọi là cái nhóm hỗ trợ này và kết nối. Còn ông này là ông ấy, nhóm là truyền cảm hứng này. Còn ông này là nhóm này là nhóm tiên phong này, anh chị. Còn cái ông này đó anh chị là cái nhóm công việc mà chậm này ấy, thì ông này là ông tuân thủ đấy. Rồi vậy thì ông này ông hàng xã ra sao anh chị? Ông này anh chị thì ông sẽ nói là gì nào? Không biết có thằng nào hút thuốc ở trong cái phòng cháy không? Tức là đầu tiên là ông hoài nghi kìa, dưới thì la làng cực kỳ nhiều rồi, nhưng ông tên này vẫn hoài nghi anh chị hiểu không ạ? Tại vì ông chậm mà, nên là trong cuộc sống này anh chị, nên anh chị thấy mà có người tương tác, có người không tương tác thì anh chị hiểu người ta ở nhóm mấy ạ? Và mỗi nhóm khác nhau người ta có đặc tính như vậy, và khách hàng của mình cũng như vậy. Khi mà anh chị làm chương trình thứ năm giờ vàng anh chị, thì có người người ta biết, người ta tham gia ngay luôn. Còn có người đó anh chị là phải một tháng sau thì người ta mới đến với mình. Có phải là tháng trước là anh nói có chương trình thứ năm giờ vàng không, mà lúc đó mình không còn ở đó, chuyện gì xảy ra cả nhà? Thì đâu có phục vụ được cái nhóm người đấy. Vậy theo anh chị muốn bán cho một nhóm hay là anh chị muốn bán hết ạ? Mà bán hết thì mình phải hiểu mình mới hiểu người. Thì khi mình hiểu người rồi anh chị, thì cái này là để mà trong phục vụ, trong quá trình bán hàng thôi.